Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình góp Uniswap Fantasy nha các bạn. Khi tham gia chương trình góp này các bạn sẽ nhận được 300 token có hiệu là UNIF khoảng 300 đô. Một token là khoảng 1 đô. Rồi các bạn bấm vào nút Start nha các bạn. Sau khi bấm nút Start xong các bạn vào đây mà các bạn check website nha các bạn. Vì mình đã check rồi. Website nó cũng khá là đẹp nha các bạn. Rồi đây mình vào mình check website luôn các bạn. Thôi để tránh mất thời gian thì các bạn mình không có chút sai các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào continue tiếp tục nha các bạn. Continue thì có nhiệm vụ thì các bạn join kênh group kênh seller nữa nè. Theo word thì các bạn like, follow và retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi mình đã join những kênh kia rồi, mình đã tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Cái này là chương trình nó ngày 6 tháng 10. Rồi các bạn tự biết là cái bài thứ hai nữa nha các bạn. Tăng 3 người bạn vào bài thứ hai nữa mình tăng rồi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Thì các bạn cũng like and tweet bot. Rồi bấm bấm done nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH trên giấy chocolate MySell Wallet nha các bạn. Thì mình đã nãy mình đã check thông tin nên mình đã làm trước một bước các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn sao chép. Rồi các bạn gỡ lên các bạn. Rồi các bạn dán vào địa chỉ ETH của mình, đề xuất là giấy chocolate in token MySell Wallet MetaMask các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn cũng mở trang Twitter của bạn ra các bạn. Cộng MMO của bạn nha các bạn. Dù balance thì mình đã nhận được 300 token rồi nè các bạn. Rồi balance nè thì chết số cần mình đã nhận được 300 nữa. Rồi các bạn bấm vào cái form lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè cho người thân các bạn. Withdraw thì you withdraw nó để mình dịch cho. Rồi nó nói thì con này nó có các bạn có thể rút tiền được thì các bạn vào mua token đó nó trong chương trình bán hàng free sale nha các bạn. Còn những bạn nào không mua thì các bạn chờ nó phân phối sau nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.